À, xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người về cái sản phẩm chăm sóc hóc môn nhân tạo hàng của Comfort của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì trước tiên là mình xin giới thiệu đến quý vị là cái túi hóc môn nhân tạo một mảnh dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh, khoảng cách tối đa là 45 mm. Đây có cái chỗ xả khí lọc mùi và dùng khóa cuốn rất là tiện, không phải dùng kẹp. Sản phẩm thứ hai đó là sản phẩm một mảnh dành cho người lớn. Thì cái này thì sử dụng cho những cái hóc môn mà nằm ở gần nếp bẹn. Đây, khoảng cách là 70 mm một mảnh. Dùng cũng có chức năng là xả khí, lọc mùi và dùng khóa cuốn. Đây là loại trong, còn có loại đục và có loại đục. Ở đục thì là nó giống như thế này, đục cũng xả khí lọc mùi luôn, dùng khóa cuốn luôn rất là tiện. Thì sau đây thì mình xin hướng dẫn với mọi người về cách sử dụng. Dán cái đế bằng 70 mà nó đúng cách giúp cho nó dính lâu hơn. Đầu tiên thì chúng ta lấy cái đế ra và chúng ta đo kích thước của hóc môn. Khi chúng ta mua nguyên một hộp đế thì nó sẽ có một cái vòng để chúng ta đo. Đây là cái vòng để đo kích thước hóc môn. Mình ví dụ là cái hóc môn nó kích thước nó dài như thế này. Dài như thế này thì nó hình u quanh, thì là cách nào chúng ta đo được cái hóc môn thì chúng ta cắt. Thì cũng đơn giản thôi các bạn. Mình sử dụng cái vòng mình đo. Ví dụ như cái vòng kích thước này, cái vòng nhỏ này phải không? Rồi mình đo đây một cái vòng nhỏ. Vòng nhỏ mình để lên đây, mình kẻ. Cái vòng nhỏ. Đây một cái vòng nhỏ, đây một cái vòng nhỏ là hai vòng, một vòng, hai vòng, ba vòng. Kích thước này nó dài ba vòng qua tới đây đó. Thì đó là mình đo là nó sẽ không không đều rồi, một vòng, hai vòng, ba vòng. Thì nó không ngay tâm, bây giờ mình sẽ dời lại chút xíu. Đây là một vòng, mình vẽ lại. Đây là hai vòng. Mình giật ngược đi ba vòng để cho nó đều với cái đế dán. Rồi xong, giờ cái hình oval đúng không? Giờ mình kẻ theo vòng hình oval. Đây. Dài theo như thế này. Rồi mình lấy kéo mình cắt. Đế mà sử dụng hiệu quả là chúng ta phải cắt cái đế cho nó, cái vòng của cái đế nó bằng với kích thước của hóc môn nhân tạo nha các bạn. Khi mà chúng ta cắt nó quá to thì phân với nước sẽ ra, nó động trên da thì nó sẽ bị loét. Loét là do nước và phân động trên da, da không khô được nên nó gây loét. Thì nhưng ban đầu chúng ta sử dụng đế đơn giản, không cần phải tốn kém gì. Khi mà nếu bị loét rồi chúng ta sử dụng sẽ kết hợp với bột chống loét, hoặc là có điều kiện thêm sử dụng kem chống xì rồi các loại vòng chống loét, lúc đó thì nó rất là tốn kém. Đây mình cắt xong, mình cắt xong, mình điều quan trọng là mình lấy cái tay mình bo vòng theo cái này để chi, để cho nó mắc đi cái mấy cái nhọn, tránh đâm lủng da khi dán. Rồi xong thì tiếp theo là chúng ta sẽ giúp cái đế dính lâu hơn. Hay chúng ta dùng cái máy sấy tóc, chúng ta sẽ làm cho nóng keo lên. Chúng ta làm nóng cái đế cho lớp keo nó giãn ra, thì chúng ta dán giúp đế dính tốt hơn. Bây giờ tôi ví dụ đây, ví dụ giờ cái dán lên đây thì cái việc đầu tiên mình dán là mình gỡ lớp keo này ra đây, xong mình dán. Ví dụ mình dán thì cái tay của mình á, thì mình phải phải nâng cái hậu môn nữa các bạn, mình chỉnh chỉnh á, nâng cái hậu môn cho hậu môn nó lòi ra bên ngoài. Khi mà hậu môn nó vòng đế nó túm vô cái đế hậu môn á,
Không có lòi ra ngoài, phân nước sẽ ra ngoài hết, không đồng trên da không bị loét. Chúng ta sẽ vuốt từ trong ra bên ngoài. Trong này dính nó tốt thì giúp đế sẽ bám tốt hơn. Đây. Trong ra ngoài vuốt trong này xong rồi chúng ta gỡ cái viền băng keo trắng này ra. Chúng ta dán thêm bên ngoài. Và đặc biệt lưu ý là một điều là chúng khi chúng ta cắt đế, chúng ta chuẩn bị xong hết là chúng ta hãy làm vệ sinh cái hormone nhân tạo nha các bạn. Tại vì khi chúng ta làm vệ sinh xong chúng ta quay lại chúng ta cắt đế thì một lát nữa khi chúng ta chuẩn bị dán á, thì phân cái nước nó ra nữa chúng ta phải làm vệ sinh nữa, mất thời gian. Đây, dán lớp này bên ngoài. Này dán. Chúng ta vuốt càng kỹ thì cái độ bám dính của đế càng tốt thì nó giúp cho cái đế hậu môn nó dính lâu hơn. Vuốt lại một nữa. Xong chúng ta lại tay lè lên tầm khoảng 1 đến 2 phút. Giúp cho cái hơi ấm của tay nó truyền qua đế giúp cái đế bám tốt hơn. Rồi xong chúng ta dán đế, dán ốp cái túi vào, nên túi có hai loại. Là loại loại trong là nó trong như thế này. Thứ hai là cái loại đục. Đây là cái túi đục, xong rồi chúng ta lắp cái túi vào các bạn. Cái là tầng tay dưới gảnh này. Để tránh nhấn trực tiếp vô như thế này, kem nhấn gì rất là đau. Đây kê tay dưới rảnh, rồi mình bóp vô. Đấy, vô. Đây nó đã vô. Ví dụ như giờ người trẻ mà đi đế lại tới lui mình đi đứng thì mình giúp cái đế nó bám tốt hơn mà không bị phân ra nhiều nặng, nó bị bung bị đổ, giữ cái giúp cho người đi đi chơi đi này nọ đi xa mà không có sợ nó bị bung đế dục thì chúng ta hay mua thêm một cái nịch ta móc vô cái phen này chúng ta đeo vô. Vì địch này thì chúng ta có điều chỉnh được. Đây, cái này giúp cái đế dính tốt hơn. Xong sợ phân ra nhiều nó đổ nó xì. Rồi chúng ta khi phân nó đầy chúng ta mở ra, chúng ta xả phân ra, mở này ra. Chúng ta bóp cái này. Đây, nó hở ra phần chảy ra. Và buông lại hai này nó khép lại. Giống như có hít dính lại. Rồi xong chúng ta quấn lại. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem clip.